Nên chúng ta sẽ học tiếp phần thiết kế địa quy nhé. Nói chung là trong cái đối với người lập trình ấy và giải toán ấy, thì cái địa quy là một trong những kỹ thuật rất quan trọng. Vì ở trong hầu hết tất cả các cái hầu như rất là trong rất nhiều các bài tập, trong rất nhiều những cái thuật toán khác nhau đều sử dụng cái địa quy này. Nên địa quy là một trong những kỹ thuật rất là lõi. Nó thuần túy hơn chứ nó chỉ là kỹ thuật thôi, lập trình thôi, nhưng mà nó đóng vai trò mà quan trọng đó. Thì bây giờ trước khi đi vào cái cụ thể, chúng ta sẽ tôi nhắc lại một chút về cái tư tưởng của thiết kế địa quy nhé. Thì địa quy là như này, tư tưởng của nó là về mặt gọi là cái ý tưởng hay là cái tư tưởng thiết kế địa quy ấy, thì chúng ta có thể hình dung như này. Nó giống như là cái gọi là dùng công thức chi hồi đấy. Chúng ta cần tính cái số Fibonacci thứ n chẳng hạn đấy. Thì chúng ta phải làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta tìm cái công thức chu hồi của nó. Thì công thức chu hồi của Fibonacci là gì? Là fn bằng fn trừ 1 cộng fn trừ 2. Thì đây là công thức chu hồi, đúng không? Thì như vậy muốn tính được cái fn này, chúng ta suy về việc tính fn trừ 1 và fn trừ 2 đấy. Thì đây là trường hợp mà nó có công thức tường minh. Nhưng mà nói chung về cái tư tưởng của bài toán thiết kế địa quy là chúng ta từ bài toán với cái tham số là n, chúng ta suy về cái bài toán với cái n nhỏ hơn. Đấy. Được chưa? Thì đó là cái tư tưởng, là cái tư duy là gì? Tư duy là gì? Là gọi là nó là cái tư duy là trong các cái sách mà các cái nhà khoa học hay viết ấy, nó gọi từ là giảm để trị. Giảm để trị. Đấy. Chúng ta phân biệt là sau này chúng ta sẽ học thêm cái từ nữa là chia để trị. Chia để trị là nó cái tham số n chúng ta chia ra, chia đôi, chia ba, chia bốn ra, thì gọi là chia để trị. Còn giảm để trị là ta giảm n đi. Nhưng mà cái bài toán thì n, cái bài toán mà liên quan đến tham số là liên quan đến một cái đầu vào là n, chúng ta sẽ suy về cái bài toán giải nó trong trường hợp n nhỏ hơn n, tương tự như là một công thức chu hồi như này. Và hai là chúng ta biết cách tính fn với n nhỏ. Thì chúng ta biết là f0 thì bằng 0, f1 thì bằng 1, đúng không? Đấy. Đấy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra từ cái như vậy là cái thứ nhất là chúng ta phải có cái tư duy là từ cái bài toán kích thước lớn chúng ta suy về cái bài toán kích thước nhỏ hơn. Đấy. Và cái thứ hai là chúng ta biết được cách tính cho trường hợp n với n là nhỏ. Đấy. Thì từ đây chúng ta suy ra được cái lời giải của nó, được chưa? Đấy, thì như vậy là thì đây chính là cái tư tưởng chính của cái địa quy. Mà địa quy này là địa quy giảm, tức là từ tính n chúng ta suy về được n nhỏ hơn. Thì với cái bài này thì chúng ta biết rồi, chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta tính vì chúng ta viết cái chương trình đơn giản bằng Python này. Chúng ta viết là def này fn này. Đấy. Thì chúng ta làm như sau này. Để kiểm tra này, if này, if n mà bằng 0 nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ đây, n bằng 0 thì nó bằng 0, thì chúng ta sẽ return 0. Còn else if n mà bằng 1. Đấy, thì chúng ta sẽ return 1. Return 1. Còn ngược lại else. Còn ngược lại nếu mà không phải như vậy nữa thì chúng ta sẽ suy về gì? Chúng ta sẽ suy về là gì? Là chúng ta sẽ về là return, dùng công thức truy hồi, return là f n trừ 1 cộng f n trừ 2. Đấy. Thì mãi còn như vậy, đây chính là cái đây là tiền đã cho tính gọi là địa quy đây. Đấy, thì ở trong lệnh trong cái bài này thì cái đây lệnh 1 này, lệnh 1 này, lệnh 2 này, lệnh 3 này, lệnh 4 này, là 5 này, 6 này. Thì lệnh 6 này chính là cái phần này là cái phần địa quy. Phần địa quy. Còn cái việc tính chơi vào vn nhỏ thì phần này nó gọi là phần, chỉ là phần cơ sở. Thì cái lệnh 1, 2, 3, 4 chính là phần cơ sở. Như vậy một cái chương trình địa quy chúng ta luôn phải tính, phải biết được đâu đâu là phần địa quy, đâu là phần cơ sở. Thì nói chung đa số các bài bài các cái thuật các bài toán mà địa quy
chương trình quy chúng ta đây là cái đây nó đây là để quy xuôi là từ là giảm để trị, cái này là cái tư duy này là giảm để trị, giảm để trị, hay là tôi dùng cái từ là đệ quy, đệ quy xuôi. Tuy vậy có một số bài chúng ta sẽ dùng gọi là cái đệ quy ngược. Đấy. Đệ quy ngược là như thế này, chúng ta có một số bài nữa chúng ta sẽ làm những thế nào là đệ quy ngược, là chúng ta có một cái hàm mà chúng ta tính từ dưới lên trên. Chúng ta sẽ có một công thức thôi, nhưng mà chúng ta sẽ từ gọi lời gọi đó là đầu vào là k, chúng ta sẽ gọi cái hàm là k cộng 1, chúng ta tăng cái gọi đệ quy ngược. Khi đó chúng ta phải có một cái trong trường hợp đệ quy ngược ấy là chúng ta tăng lên, tăng để trị, đây là giảm để trị, đệ quy ngược là đệ quy ngược, ý của nó là tăng để trị. Ý của nó là tăng để trị, tăng để trị. Thì đối với cái quy ngược thì nó không có cái phần này nữa, cái phần này là không có chuyện này nữa, mà nôm na là nó sẽ phải có cái điểm dừng. Thì ý là như này, như thế, ví dụ chúng ta có một cái hàm, ví dụ nhé, đây là ví dụ thôi, cái hàm là f fk chẳng hạn. Đấy. Ví dụ thế nhé, mà chúng ta có một cái tính toán gì đó, đây mà chúng ta có một lệnh là if k nhỏ hơn n thì chúng ta gọi là fk cộng 1, thì ví dụ như vậy. Thì có lệnh này, ví dụ như thế nhé. Thì gọi fk cộng 1. Thì khi đó thì cái lệnh này chính là đây chính là phần đệ quy ngược. Nhưng đây là đệ quy ngược nhé. Đệ quy ngược. Còn cái lệnh if này đây chính là phần cơ sở. Vẫn có phần cơ sở nhé. Cơ sở là cái phần mà có cái lệnh để ta kiểm soát cái việc dừng của cái lời gọi để quy. Đấy. Thì vẫn có nhé, chỗ này vẫn có. Thì khi đó kia chúng ta sẽ gọi, vì chúng ta lời gọi chính chúng ta sẽ là F1 chẳng hạn. Ta gọi đồng tăng, nó tăng dần lên, khi bằng N thì nó dừng lại, khi K bằng N thì nó dừng lại. Rồi, nhưng mà đây là một bài thi ban đầu thôi, nhưng mà tôi chỉ nói thế, bây chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập, chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Thì bài tập đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một chút là đầu bài là gì? Đầu bài là chúng ta sẽ thích xem lại cái thuật toán là sắp xếp chèn. Bây giờ viết cái thuật toán sắp xếp chèn. Sắp chèn. Nhưng bằng đệ quy. Đấy, chúng ta làm thử nhé. Nói chung là hầu hết tất cả những cái bài toán, đa số những cái bài toán lời giải chúng ta đều có thể triển khai bằng đệ quy được. Và ngược lại, hầu hết tất cả những thuật toán mà viết bằng đệ quy thì chúng ta có thể chuyển sang viết cái dạng là không đệ quy. Như vậy là bất cứ một cái lời giải nào có thể viết dạng đệ quy hoặc dạng không đệ quy. Cái này rất là hay đấy. Cái này các bạn phải làm nhiều nó quen. Làm người nó quen dần quen dần đi, chứ mới đầu tiên mà tham gia làm cái gì này thì cảm thấy nó rất là hay khó hiểu. Thì chúng ta cùng nhau làm một số bài tập nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta giải này. Đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái thuật toán không đệ quy trước nhé. Đã biết rồi đúng không? Tôi làm cho nó nhanh nhé. Insertion sort nhé. Tôi dùng cái này cho nó xinh. Tôi viết cho nó nhanh đi nhé. A này. Đấy. Ta nhớ lại cái này nhé, A nhé. Việc chúng ta nhớ lại cái lời giải chính của cái bài toán này này. Đấy. Chúng ta làm như sau nhé, chúng ta nhớ lại là chúng ta có một cái vòng lặp từ đầu cho đến cuối này. Đúng không? Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Chúng ta như này, chúng ta for lặp từ đầu đến cuối, for i in range từ 1 cho đến là len A, đúng không? Len A. Đấy. Chúng ta nhớ lại cái này một tí chút nhé. Đó. Thì muốn với như vậy chúng ta đặt cái value đặt lại bằng AI. Chúng ta nhấc AI ra. Chúng ta nhấc AI ra. Sau đó chúng ta sẽ chuyển tất cả các phần tử bên trái I. Bên trái AI. Bên trái I. Nếu mà lớn AI chúng ta dịch sang bên phải. Mà sau đó chèn AI vào vị trí rỗng. Đặt y bằng y trừ 1. Sau đó là yg lớn hơn hoặc bằng 0 and
AG đấy, AG mà lớn hơn value đấy. Tức là đầu tiên đặt G là phần thử gây bên trái của AI nhé, coi là một cái biến riêng, và lần lượt kiểm tra nếu cái phần AG đó mà lớn hơn value thì chúng ta sẽ chuyển sang phải bằng cách dùng cái lệnh là AG cộng 1 bằng AG. Đây chính là cái lệnh là chuyển phần thử AG đó sang phải đấy. Đấy, được chưa? Và đặt cho G giảm đi. Sau đó khi làm xong rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đặt cái phần tử, cái value, và đặt cái AI đó hay là value đó bằng vào cái vị trí rỗng, thì chính là G cộng 1 bằng gì? Bằng value. Thì đây chính là cái, đây chính là cái thuật toán sắp xếp chèn chúng ta đã biết rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tư duy nó trên cái tư duy của cái gì, của cái của cái của cái đề quy nhé. Chúng ta thấy nhé, ở đây là gì, for i bằng 1 cho đến một cho đến phần tử cuối cùng là lẽ n chứ 1 đấy, thật sự lên a bằng n nhé. Thì với mỗi cái i đó thì toàn bộ cái các cái phần này là, đây là cái phần mà nó chỉ liên quan đến từ các phần AI trở bên trái, không liên quan đến bên phải cả. Cho nên ở đây chính là cái chỗ mà chúng ta có thể sử dụng đề quy được. Đấy, cái chỗ này này, chỗ này này. Để chưa, thì bây giờ tôi làm lại nhé, bây giờ tôi viết lại cái đề quy nhé. Thì bây giờ như sau này, bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi viết lại dưới cái dạng như thế này. Viết lại để giúp mình là đây là cách 2 đề quy nhé. Cách 1 ở trên là không đề quy, cách 2 là đề quy. Đấy. Tôi viết cái hàm như sau. Viết cái hàm cũng là insertion, đúng không? Insertion sort nhé. Nhưng mà tôi để quy, dùng từ quy như này. Đó. Và tôi viết đây là A, đây chính là phải là I. Đó. Cái I này chính là cái chỗ này này. Đấy. Được chưa? Đó. Thì như sau nhé. Đây thì như sau nhé. Thì tôi muốn là bắt đầu từ N. Tôi đi ngược từ N trở lại nhé. Đấy, thì như sau này, tôi sẽ phải nhấc AI lên, nhấc AI lên và chèn vào vị trí đúng ở bên trái, được chưa? Thì tại thời điểm mà I đó thì các phần tử ở bên trái đã được sắp xếp xong. Đấy, thì ở vị trí này tôi làm như sau này. Thì đây chính là cái lệnh mà cái hàm này là hàm sẽ thực hiện lệnh sắp xếp chèn cho những phần tử từ A0, A1 cho đến AI. Thì bây giờ tôi dùng đề quy, tôi gọi là như sau này. Đây, tôi dùng đề quy, tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi kiểm tra như này, tôi làm như này. Nếu mà I mà lớn không, tôi là thì tôi I bằng 0 thì coi như là đã xong rồi, tôi không làm nữa. Đấy. Thì lớn không. Thì đầu tiên tôi gọi đề quy, tôi dùng chính cái hàm này, tôi gọi đề quy như này. Đấy, và A. Và đây là y chỉ 1. Thì đây chính là cái lệnh gọi đề quy. Cái lệnh này sẽ sắp xếp xong các phần tử từ A0 đến AI chỉ 1. Được chưa? Đây là cái lệnh này là cái hàm này là hàm dùng để sắp xếp chèn cho A0 đến AI. Thì tôi dùng cái lệnh này, tôi gọi đề quy, lệnh này sẽ sắp xếp xong từ A0 đến AI chỉ 1. Như vậy đã xếp xong từ 0 đến AI chỉ 1 rồi. Thì ở tại đây tôi sẽ chèn cái AI vào. Đây, tôi copy lại đúng cái này luôn. Copy đúng cái này vào sau cái lệnh này. Thấy không nào? Đấy, copy vào đúng luôn. Thấy không nào? Đấy, như vậy cái lệnh này, như vậy là với cái hàm này thì cái chỗ này chính là gọi đề quy đây. Đấy. Cái chỗ này là đây chính là cái đây là phần cơ sở đây. Nó có tính năng là nó không cho cái lời gọi này là gọi vĩnh viễn. Còn cái phần này là phần xử lý tiếp theo thôi. Khi gọi được quy xong rồi nhé. Gọi được quy xong cái này thì là các phần tử từ A0 cho đến AI trừ 1 đã được sắp xếp xong. Và bây giờ tôi sẽ chèn AI vào vị trí đúng ở bên trái. Đấy, tôi vừa mới thiết kế xong cái hàm để quy có thế. Rất ngắn, rất đơn giản, đúng không nào? Đấy. Thì tôi thử kiểm tra, tôi test thử cho đúng nhé. Đây tôi viết cái hàm như này. Tôi test thử như này nhé. Đây. Test kê nhé. Đặt A bằng cái dãy một cái bất kỳ nhé. 2 1 8 0 10 3 4
0-1 đây, bị như vậy nhé. Để mà tôi sắp xếp nhé. Rồi tôi viết tôi dùng luôn này. Tôi gọi cái hàm insert record đấy. Tôi gọi n bằng len a nhé. Và đây tôi gọi đây a nên n chữ 1 hay là mà tôi thử cái bị cái này lỗi nhé. Tôi thử print a xem nó có đúng, nó sẽ xếp có đúng không. Đấy. Đây tôi ghi ra nhé. Lớp của chúng ta là cái lớp tôi đặt cái thư mục đầu tiên là như thế này. Hôm nay chúng ta là cái bài số 5 đúng không? Đây là sắp xếp này. Sắp xếp chèn. Sắp xếp chèn để quy. Đấy, để quy. Chạy thử xem có đúng không nhé. Nó tức là nó suy ra từ cái này, nó sắp xếp cho mày đúng rồi đây. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Đây là phần gốc của nó nhé. Thì cái phần này là phần quan trọng, đây là cái chỗ chính của sắp xếp chèn là nhấc AI lên và chèn vào vị trí đúng bên trái, nhưng với điều kiện là các phần tử ở bên trái đã được sắp xếp xong thì đây nó chính là cái phần này đây, đây cái chỗ này. Đấy. Thì đây chính là đệ quy đúng không, như là được chưa, đệ quy nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cách thứ ba, tôi sẽ là cách 3, một cách để quy khác nhé. Bài này để một cách để quy khác. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm cách thứ 3, tôi sẽ để quy ngược. Là như sau nhé. Tôi cái hàm để quy thứ hai này tôi sẽ gọi từ dưới lên trên, gọi từ 1 trở đi. Gọi từ 1 trở đi. Đấy thì với mỗi y như vậy thì tôi sẽ chuyển giống như này là tôi sẽ thay cho cái việc cho for y từ 1 cho đến len a trừ 1 thì tôi coi như chỗ này là tôi sẽ tăng dần y từ 1 cho đến len a trừ 1 và tôi cứ thế gọi là đệ quy từ 1 tôi gọi 2, 2 gọi 3, 3 gọi 4. Thì với mỗi y đó thì lệnh là như sau. Đấy, tôi kiểu như này nhé, gọi là insert này. Sort này. Tôi kiểu là số 2 nhé. Đấy. Đây là A này cũng là Y. Đấy. Cái Y này nhưng mà cái hàm này nó khác cái hàm trên này. Đấy. Hàm này như sau này. Hàm này là tôi sẽ gọi từ 1 trở đi. Trên với Y bằng 1 là tôi sẽ chuyển A1 sang bên phải cho đúng. Sau tôi gọi hàm để quy VV bằng 2 sẽ chuyển sang cho đúng, lần lượt như vậy tôi gọi từ dưới lên trên. Đấy. Thì cái hàm này là gọi tại thời điểm gọi y, tức là tôi sắp xếp dần tôi cái hàm này là cái hàm ý của hàm này là sắp xếp tới phần tử thứ y của a. Đấy. Và khi gọi phần tử y thì tôi sẽ gọi tiếp phần tử y của 1 để nó sắp xếp tiếp phần tử y của 1 và khi nó gọi đến n thì là n trừ 1 thì dừng lại. Hàm này là hàm gọi ngược trở lại nhé. Đấy, thì như sau này. Thì đầu tiên là tôi làm ngay như sau, bài này cái phần này đầu tiên tôi gọi là lệnh này. Tôi chuyển cái phần AI sang bên chuyển nhấc AI lên và chuyển sang vị trí đúng ở bên trái, tôi gọi trước lệnh này. Đấy, còn lại lệnh này này. Đấy. Được chưa? Vậy giả sử tới thời điểm hiện thời là A1, A0, A1 cho đến AI trừ 1 đã sắp xếp xong. Tôi sẽ cái hàm này sẽ lấy phần tử AI ra và sắp xếp chèn vào bên trái. Đây này. Đấy. Sau đó tôi sẽ gọi tiếp y cộng 1. Tôi kiểm tra. If mà y mà nhỏ hơn hơn len A trừ 1. Đấy, thì tôi sẽ gọi để quy. Tôi sẽ gọi để quy. Là A y cộng 1. Đấy, bài này hình. Bạn thấy không nào? Vẫn là như vậy thôi nhưng mà cách làm khác nhau thôi. Đấy. Như vậy là như vậy cái hàm mà cái hàm lựa gốc của nó
là hàm này mà với a mà với cái số này là 1. Vậy tôi xếp đầu tiên tôi là gọi ở 1 trước. Sau đó tôi sẽ gọi tiếp sang A2, gọi tiếp sang cái hàm này với y bằng 2, y bằng 3, y bằng n trên 1 thì dừng lại. Thì với cái hàm này là tôi sẽ chuyển AI sang bên trái và vị trí đúng. Sau đó tôi sẽ gọi tiếp y cộng 1 để làm tiếp y cộng 1. Và cứ như vậy thì y tăng lên cho đến cái n trên 1 thì dừng lại. Thì đây chính là cái phần gọi để quy ở đây. Còn chỗ này chính là cái, đây là phần cơ sở ở đây. Anh bạn thấy không nào? Cũng rất là hay đúng không nào? Bây giờ tôi chạy thử nhé. Tôi để cái này là hàm này, tôi gọi cái này là 2. Và cái hàm này đây gọi là n trên 4 nữa, mà đây nó sẽ là gì? Đây sẽ là 1. Thấy chưa? Tôi tự chạy thử nhé, đúng không nhá? Vẫn cái hàm này thôi, chạy thử không đúng không? Vẫn đúng đây. Nhưng mà các bạn thấy như vậy là với cái riêng đối với cái hàm với cái sắp xếp mà chèn như vậy, ta thấy là vẫn là một cái gốc là như này nhé, nhưng mà tôi thấy có hai cách. Đấy, chứ bạn thấy cái tư duy của nó hơi phức tạp một chút thôi, nhưng mà ung sao nó quen đi mất, nó quen đi nhá. Rồi đó là cái bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ bài số 2 là chúng ta cũng là tập thiết kế, chúng ta thiết kế cái thuật toán sắp xếp chèn. Thế bây giờ nhé, bây giờ bài thứ hai là hãy viết toán sắp xếp chèn mà ta đã học ấy bằng đệ quy. Đấy, vẫn là cái tư tưởng đệ quy nhé. Bây giờ viết lại này. Hãy viết cái chương trình hay là hệ thuật toán, viết cái chương trình sắp xếp chọn nhưng bằng đệ quy. Nhớ lại nhé, bài này nhé. Chúng ta ghi ra này, sắp xếp chọn đệ quy. Hôm nay chúng ta sẽ làm các bài tập khác nhau để luyện cái tư duy là đệ quy, thiết kế đệ quy. Thì chúng ta sẽ làm hai bài thôi, bài chèn và bài sắp xếp chọn. Còn cái bài tập về sắp xếp nổi bọt thì các bạn về nhà sẽ làm. Nó rất là hay đấy nhé. Bây giờ sắp xếp chèn này, bây giờ chúng ta phải viết lại cái sắp xếp chèn này. Bây giờ sắp lại nhé, bây giờ viết lại này, sắp xếp chèn nhé. Def này, selection nhé. Viết lên cho nhanh. Sort. À nhé. Chúng ta nhớ lại nhé. Là chúng ta như sau, chúng ta sẽ cho y chạy từ 0 cho đến 0 cho đến len a trừ 1. Và với y như vậy, chúng ta tìm phần tử nhỏ nhất ở bên phải y, sau đó đổi chỗ cho y. Đấy, chúng ta nhớ lại cái đó nhé. Đây là select. Đấy, như này nhé. Chúng ta nhớ lại này, for này, for y này, in range từ 0 cho đến n len a trừ 1. Tôi viết thêm như này. Dễ nhé. Chúng ta nhớ lại cách viết của nó nữa, nhớ lại cái toán, chúng ta phải quan sát cái thuật toán gốc của nó đã nhé. Đây. Đấy. Được chưa? Thì với y như vậy, chúng ta tìm phần tử, chúng ta đặt cái y min là cái y min ta đặt bằng y. Đấy. Và chúng ta sẽ vào vòng thứ hai là for g in range bắt đầu từ y thì y cộng 1 cho đến n. Đấy. Chúng ta kiểm tra if nha, tìm này, if mà a y min nhé, a y min mà lớn hơn a g, tức a g còn nhỏ hơn cả cái a y min mà hiện thời, thì chúng ta đặt g bằng, đặt y min bằng g. Đấy. Và sau đó thì đây chúng ta sẽ đổi chỗ a y và AI min và AI. AI phải. Nhìn không đúng lắm. Đấy. AI này. AI min đổi chỗ cho nhau. AI min phải.
Đấy. Đấy. Chúng ta nhớ lại cái này đúng không? Nhắc lại này. Là cho y chạy từ 0 cho đến n trừ 2 cho đến cái phần tử gần cuối cùng của a. Thật là đến 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 phần tử cuối cũng được, cho đến phần tử cuối nó cũng được, nhưng mà thừa cái đoạn cùng nó không cần nữa. Thế là chỉ được cần từ 0 cho đến n trừ 1 là n trừ 2 là đủ. Sau đó thì chúng ta bước tiếp theo cái đoạn này này là tìm ra cái chỉ số tìm ra cái chỉ số bất thường nhỏ nhất ở bên phải, sau đổi chỗ cho AI. Là nhớ lại cái đó nhé. Đấy. Bây giờ tôi lại tìm một cái copy cho nó nhanh này. Copy cái test case này mà cho nó nhanh như đây. Đấy. Xếp chọn nhé. Đây. Đấy. Bây giờ tôi viết nhé. Select and sort. Kiểm tra lại nữa cho đúng, kiểm tra lại xem cái sọt đã đúng chưa nhé. Sau chúng ta sẽ hết sau. Đấy. Chắc đúng rồi đúng không? Rồi thì bây giờ tôi sẽ để quy nhé. Tôi sẽ để quy. Thì bên này cũng vậy, bên này cũng giống mà trên có nhiều cách làm khác nhau nhé. Thì tôi làm cách như này nhé. Đây tôi làm một cách này, một cách thứ hai này. Hình như trên thôi nhé. Đây tôi select sort. Để quy. Đấy. A và đây là y. Đấy. Được chưa? Tức là đây là gì? Tức là đây là giả sử tôi đã sắp xếp xong các phần tử ở bên trái của y rồi, bây giờ tôi tiếp tục tôi làm đến phần tử thứ y. Phần tử y. Được không nào? Phần tử thứ y. Thì đây tôi làm như nào đây. Thì tôi sẽ có cái tư duy giống như là cách số 2 của bài này có thể làm hai cách, hoặc là có thể làm từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Bây tôi làm từ dưới lên nhé, còn từ trên xuống các bạn sẽ làm tương tự. Đấy, thì tôi sẽ gọi là tôi gọi từ 0 trở đi, 0 trở đi nhé. Thì tôi sẽ ra sửa tới thời điểm y này rồi thì các phân tử ở bên trái đã xếp xong, tôi làm tiếp cho AI. Thì như vậy tôi phải gọi lại cái chỗ này, gọi lại cái chỗ này này. Đấy. Gọi xong rồi thì như vậy là AI đã được xếp đúng rồi, tôi sẽ gọi tiếp AI cộng 1 là xong. Đấy, thì như sau nhé. Đây đi kiểm tra này, if này, if mà y mà nhỏ hơn len a, nhỏ hơn len a thì tôi còn làm, còn bằng len a thì tôi sẽ dừng lại nhé. Đấy. Nhỏ hơn len a thì tôi làm như sau này, ở đây nhé. Thì tôi sẽ làm, tôi copy cái này xuống đây, copy đúng cái này vào. Đấy, copy cái này vào. Đấy. Và sau đó thì tôi sẽ gọi để quy select. Đấy. A. Ở đây là y cộng 1. Nhỏ lên a tôi làm, còn đến lên a thì tôi dừng lại. Thì đây chính là cái, và cái lời gọi định quy của nó là như thế này. Định quy của nó chính là sort này. Và đây là gọi là A0. Nhà thì các bạn chú ý nhé. Còn đây là chính là phần đây là chính là cái phần cơ sở ở đây. Còn đây là phần gọi định quy đây. Đấy. Chạy thử cho đúng không nhé. Để gọi từ 0 trở đi này. Đấy. Đấy, mà đúng như này nữa. Như vậy là đúng rồi. Mà đang vậy có thể làm hai cách. Đây là cách làm, đây là cách từ dưới lên, còn cách thứ hai là từ trên xuống cũng được. Trên xuống thật ra trên xuống làm còn trên xuống là hơi khó nhỉ. Trên xuống nhé. Trên xuống cũng được nhé. Tôi làm cách hai là từ trên xuống nhé. Là giả sử nó đã tôi sẽ gọi từ n đúng không? Thì tôi sẽ phải gọi nó ở cái tôi sẽ đây tôi làm cách hai luôn, làm cách luôn. Đây là cách một nhé.
cách một nhá, để quy ngược cái một nhìn có vẻ dễ hiểu hơn. Sang cách 2 này, sang cách 2 cho các thầy cô xem nhé. Cách 2 để quy bình thường, để quy xuôi nhé. Rồi tôi làm thử nhé. Def này, in và in rồi đấy. Select nhé. Select sort. Sort. Recurrent 2 nhé. A à, và đây là I nhé. Thì ở đây là tôi muốn là làm là tôi sẽ sắp xếp cái phần thử. Tôi sắp xếp vào tôi sẽ đổi chỗ AI cho cái phần tử nhất ở bên phải, và để sao cho tại thời điểm đó thì tôi sẽ xếp xong cái AI. Như vậy muốn làm như vậy được, tôi sẽ phải sắp xếp ở phần bên trái trước, tôi phải gọi đi quy trước. Được chưa? Thì như sau này. Bây giờ làm thử nhé. Là như sau này, if này, if mà y mà lớn không thì tôi sẽ làm bằng không dừng lại. Lớn không nhé. Thì làm như sau. Đầu tiên tôi sẽ gọi select sort, đây là gọi để quy nó này. Đấy. Và đây là a y trừ 1. Thì sau cái lệnh này nhé. Sau cái lệnh này thì toàn bộ các phân tử từ A0 cho đến AI trừ 1 đã dần được sắp xếp xong. Và bây giờ tôi sẽ làm tiếp cái cho phân tử AI này. Đấy. Làm tiếp tôi có chiều copy này xuống thôi. Copy đúng đoạn này xuống. Đây chính là cái này này. Đây chính là cái này xuống. Vậy là hai cách làm là rất là giống nhau. Bây giờ tôi làm chạy thử cái bài này nhé. Chạy thử 2. Và đây là rất là, đây sẽ là len A. Đây sẽ là N trừ 1. N trừ 1. Chạy thử nhé. À, nó bị lỗi. Kiểm tra một chút nhé. Dân lỗi lỗi ở chỗ nào? Nó không chữ động vào cái số 0 này đúng không? Đấy, tôi phải bằng 0 đấy. Bằng không tôi vẫn làm. Còn nhỏ không bằng không thì tôi vẫn làm cái chuyện này đối với y bằng không nữa. Phải sửa lại cho y với y nhỏ lớn bằng không nhé. Đấy, đúng rồi đấy. Để y lớn bằng không thì mới làm, thì vẫn làm. Y lớn không thì là sai. Còn khi y bằng không ấy thì chỗ này gọi là, chỗ này nó gọi y với y, chỗ này nó sẽ là trừ 1, nó sẽ không không chạy gì cả, chỗ này nó không chạy. Đấy, nhưng mà nó vẫn chạy ở đây. Đấy, vẫn chạy ở đây nhé. Đấy, như vậy cả hai thuật toán này chúng ta đều đã làm qua cái thiết kế để quy cho nó. Thì các bạn chú ý nhé. Đấy, những cái phần này là phần rất là hay đấy. Đây là phần tương đối khó đấy, bắt đầu vào sâu hơn một chút đấy nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một số bài tập khác nhé. Hôm nay sẽ dành hẳn một buổi, chúng ta sẽ luyện một số những cái bài mà liên quan đến cái để quy nhé. Để chúng ta thấy nhé. Những bài này là cái bài, bây giờ tôi sẽ làm một bài khác nhé. Đây, ví dụ cái bài như thế này. Bây giờ số bài như này nhé. Bây giờ cho dãy A này, cho dãy A cho trước này, cho dãy A này hãy tìm đồng thời. Tìm đồng thời hai giá trị min và max của A.
Thì cái bài này nếu mà chúng ta làm giải giải mà không giải khối định quy thì rất đơn giản, là cũng chỉ có như này thôi. Đầu tiên là min max nhé, min max của a. Đấy, nhưng mà thì chúng ta chỉ cần lúc lệnh thôi là return này, return này, min a này, có sẵn cái hàm này rồi mà, min a này và max a. Thì cái bài này thực chất ra tuy nó có một dòng thôi, nhưng mà cái hàm min này, hàm min thì gọi hàm min nó phải có một cái vòng lặp chạy chạy từ đầu đến cuối của a thì mình tìm được min. Để chạy cái hàm này nó cần một vòng lặp nữa, như vậy cái bài này là cần hai vòng lặp, hai vòng lặp và so sánh. Như vậy là bài này, cái bài này nó cần là gì? Bài này nó cần là hai n so sánh. Cái bài này, cái cách một này này là cách không định quy này, là nó cần hai n phép so sánh. Ở trong trong tin học thì phép so sánh là cái phép nó cũng tốn nhiều thời gian. Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm bài này với cách thứ hai là dùng định quy. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ giảm đi một chút cái phép so sánh, nó tốt hơn một chút. Để cho bạn, để các bạn thấy là nó cũng giải, nó cũng hay nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cách thứ hai là tôi sẽ dùng định quy này, tôi ghi nhé. Bài này là tính đồng thời là min max. Cái bài sẽ đơn giản thôi. Bây giờ tôi là đây if này, min biết luôn max cho dễ nhé. Được chưa? Và tôi đặt cái này là k, gọi cái này là k thì nó tôi sẽ gọi từ trên xuống dưới, đúng không? Thì như vậy là tôi sẽ phải cái hàm này là hàm phụ thuộc vào k, tôi sẽ phải suy từ bài này, để tôi gọi cái hàm này là tính min max trong cái min max ở trong cái khoảng là từ 0 đến k, thì không đến k. Và như vậy cái lời gọi chính của nó chính là min max an để a max an trừ 1 với n là độ dài của a. Thì ta sẽ phải suy gì, ta sẽ phải tính cái min max này, nhưng mà suy để mà ta suy về cái trường hợp cho k là nhỏ hơn. Đấy, được chưa? Thì tôi làm như sau nhé. Đây coi như là quy nạp đấy nhé. Muốn tìm k, tôi suy về bài toán là k trừ 1, hoàn toàn làm được nhé. Bây giờ kiểm tra này, nếu mà k bằng 0 ấy, đây là trường hợp cơ sở ở đây, nếu k trường hợp nhỏ nhất ấy. Nếu mà k bằng 0 tức là tôi tìm cái min max của cái dãy a có một phần tử a không thôi, thì nó trở về rất nhanh. Tôi sẽ return đây. Return là min, return là a0. A0. Đấy, được không? Bây giờ else là như sau nhé. Thì tôi sẽ phải như sau này, tôi sẽ phải tìm cái tôi gọi định quy. Tôi đặt là ký hiệu tức là tôi đặt là v min đi. V min này. V max là nó sẽ bằng gì? Là chỉ bằng là min max, gọi định quy chính cái hàm đó nhé. Min max cho trường hợp a và đây là k trừ 1. Như gọi định quy nhé. Cái hàm định quy là cái hàm k trừ 1 ta biết rồi đúng không? Gọi định quy lấy giá trị là như vậy, là v min và v max là cái giá trị min max của cái đoạn của cái dãy con từ 0 cho đến k trừ 1. Và bây giờ tôi sẽ tìm tiếp cho toàn bộ, cho phần tử, cho từ 0 đến k. Tôi so sánh a với ak thôi, đúng không nào? Tôi so sánh lên như sau nhé. Đây là if này. If nếu mà v max nhé, nhưng mà nhỏ hơn ak. Đấy. Nhưng v max nhỏ hơn ak chứng là chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là trên trong cái đoạn từ 0 cho đến k này là cái ak còn lớn cả v max nữa. Đấy, thì khi đó tôi đặt v max bằng ak, thì đó là cái v max mới đúng không? V max bằng ak. Vậy nếu AK mà lớn hơn Vmax thì ta thay luôn. Còn ngược lại, nếu mà AK mà nhỏ hơn if, nếu mà AK mà nhỏ hơn hơn Vmin, nếu mà AK mà nhỏ hơn Vmin thì suy ra cái Vmin này sẽ được thay đổi. Thì suy ra là Vmin
Tadfemin bằng gì? Bằng AK. Còn ngược lại, trừ lại là các AK nằm giữa Vmax với Min thì không thay đổi cả. Vmax không thay đổi, thực ra vẫn giữ nguyên thôi, không thay đổi cả. Mà tại đây chúng ta sẽ return. Vmin. Vmax. Đây là một cái giả rất là hay luôn nhé. Thực ra cái chỗ này nó chỉ có mà gọi là nhầm đúng, nó chỉ có một cái phép so sánh thôi. Đấy. Cái này và hoặc là cái này thôi. Thế là nó tính là một thôi, vẫn là một lệnh if mà. Đấy, bạn thấy không? Mình thật ra vẫn là hai, thật ra vẫn là hai, nó cũng xấp xỉ ở trên này. Đây chính là cái đề giải của cái lời giải và gọi là lời giải là đề quy của cái bài tìm max min của một dãy số nhé. Tôi test thử case cho các bạn xem. Test case nhé. A bằng ví dụ như là mô 0, mô 10, trừ 2, trừ 5, 9, 5, 8, 11. Tôi tính là V min in luôn ra. Print tuôn là min max nhé. Min max A lên A.1. Đây là gọi chính của nó là gọi đối với là với K là phần tử gần cuối cùng của mạng nhé. Thì nó sẽ gọi để quy. Khi nào mà bằng không thì dừng lại, bằng không thì trả lời về cái này. Đấy, tôi chạy thử nhé. Nó sẽ phải thì chưa đóng dấu ngoặc ở cuối cùng thầy ạ. Cái gì cơ? Cái cuối cùng print ấy thì chưa đóng cái ngoặc print, thầy mới chỉ đóng cái ngoặc của cái min max thôi đấy ạ. Được chưa? Ừ. Ồ. Lên A chỉ một. Thiếu cái gì nhỉ? Test để tôi kiểm tra ra lỗi cho đầu nhé. À. Tên hàm số 1. Ừ, hàm này cơ nhé, đây này. Đấy. Nó là hàm đề quy cơ, đề quy là cái hàm nó liền nhau, không có dấu ở dưới ở phía dưới luôn. Đấy, nó là -5, -11 này. Đấy, nó chỉ là một cái bài đơn giản đúng không ạ, mà cũng là để cho ta thấy cái tư duy để quy nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sang một số bài khác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm sang một cái bài rất nổi tiếng nhé. Để làm cái bài này có trong sách giáo khoa lớp 11 đấy, cái chuyên đề CS 11. Đấy, chúng ta cùng nhau làm lại một lần nữa những cái bài liên quan đến cái bài toán rất quan trọng, cái bài toán là tính ước chung lớn nhất của hai số nhé, của hai số nguyên không âm, của hai số nguyên không âm nhưng mà không đồng thời bằng không. Làm tổng quát luôn nhé, không đồng thời bằng không. Tức là bài này mà với hai số nguyên dương thì nó khác, đây là hai số nguyên được phép là một số bằng bằng không nhé. Đấy. Thì cái bài này như thế này, cái bài này là như sau nhé, cái bài này nó có tốc hiệu như là GCD thôi, của A và B. Với A, B là các cái số số nguyên không âm. Thì theo định nghĩa như sau này, theo định nghĩa ra tổng quát nhé, thì nếu mà một trong A, B bằng không ấy, thì cái GCD nó chỉ bằng số còn lại, nhưng mà không thì bằng không nhé. Lấy ví dụ như là GCD mà của 10 không thì theo định nghĩa nó chính là bằng 10, hay là GCD của 0 3 thì là mặc nó theo định nghĩa nó chính là bằng 3. Nếu là một trong hai số AB bằng không ấy, số còn lại lớn không nhé, thì nó sẽ bằng chính số còn lại. Còn nó không cho phép là GCD của 0,0 nhé. Nó là số nguyên không âm, tức là lớn hơn bằng 0 nhưng mà không đồng thời bằng 0. Không cho phép là GCD của 0,0
mà là phải của hoặc là một hoặc là AB cùng dương hoặc là chỉ cùng nó là một số âm thôi. Đó, để chúng ta chú ý nhé. Rồi chúng ta biết chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập này. Đây là cái bài tập rất là mà theo tôi rất là hay. Chúng ta sẽ dùng nhau phân tích một chút cái bài này nhé. Là cái bài tính tính GCD nhé, cái bài tập mà tôi rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích và chúng ta làm theo từng bước một nhé, từng cái lời giải một. Thì cái giải đầu tiên là cái lời giải mà đơn giản dễ hiểu mà đã có ở trong cái cách một lời giải tự nhiên nhé. Lời giải này là lời giải như sau. Cái lời giải mà có ở trong cái tôi đã đưa vào trong cái ví dụ của cuốn sách tin lớp 10. Trong cái cuốn sách tin lớp 10 đó thì tôi đưa vào một cái lời giải ứng với trường hợp là AB là cả hai số mà cùng lớn không thì làm như nào. Thì tôi quay lại một chút, tôi sẽ làm lại nhé. Đây, tôi ký hiệu nhanh như là ước chung lớn nhất nhé. Tôi tránh dùng từ G, tôi muốn cái từ GCD tôi sẽ dừng dùng cho cái bài sau. Đây là A này, B này. Thì đây là cái lời giải. Đây là cái lời giải mà đã viết trong cái cuốn tin 11, lời giải rất là dễ hiểu, ai cũng biết cả. Là như sau, lời giải này chỉ áp dụng cho trường hợp là AB là lớn không, cùng lớn không. Còn một trong số bằng không thì ta xét sau nhé. Đó. Thì nếu cùng lớn không thì như sau, tôi sẽ luôn là kiểm tra nếu A bằng B thì nó dừng lại và đưa về đáp số là A. Còn nếu mà A lớn B thì tôi giảm A một cái giá trị bằng B. Ngược lại nếu B mà lớn không lớn A tôi giảm giảm B đi một lượng bằng bằng A. Thế làm như sau nhé. Đây, cái làm như sau này, y A mà khác B, còn A bằng B tôi dừng lại ngay. Thì đây if này, if A mà lớn hơn B thì chúng ta sẽ giảm A đi, A bằng A trừ B. Còn ngược lại thì ta giảm B đi, A bằng B trừ A. Được chưa? Và đến cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ return A bằng B đấy. A bằng B dừng lại và ta return A. Thì đây là giải có trong cuốn sách nhà tin 11 năm ngoái nhé. Nhưng mà lời giải này chỉ áp dụng cho trường hợp mà là A với B là cùng lớn không. Còn trường hợp một chỗ AB bằng không thì làm như nào? Thì bây giờ tôi sẽ sửa lại một chút cái lời giải này nhé. Tôi sửa lại thật chính xác là như sau. Là như sau là tôi sẽ phải kiểm tra lại nếu A B bằng 0 thì sao? Nếu A B bằng 0 thì sao? Thì ta sẽ phải xử lý như nào? Thì nếu A bằng 0 thì nó sẽ bằng chính được B. Vì B lớn là B lớn A. Còn nếu B bằng 0 nó vẫn bằng chính A. Tôi sẽ phải thêm một đoạn nữa vào đây tôi kiểm tra. Thì sau rất đơn giản là if này. If min của A B. Đấy, nếu bằng 0 thì sao? Đấy. Nếu một trong hai số bằng 0 thì tôi sẽ lập tức dừng lại và return. Return max của AB. Đấy, thì đây chính là lời giải hoàn toàn nhé. Lời giải nếu mà min của AB bằng 0 ấy, tức là một trong hai số bằng 0 thì tôi trả về cái max của AB, trả về số còn lại. Còn nếu AB cùng hay không tôi sẽ quay vào cái lệnh này. Và đây chính là cái lời giải chính thống nhé. Cách một của trình của chúng ta. Tôi gọi là đây là cách một lời giải tự nhiên nhé. Đấy. Để tôi phân tích một chút này. Bài này các bạn có thể bài này là cái là như sau nhé. Thì tôi xét trường hợp xấu nhất ấy, là trường hợp mà a bằng n và a bằng số bất kỳ lớn không mà b bằng một, thì nó luôn thì khi a luôn lớn lớn hơn b và nó sẽ mỗi lần nó giảm đi một. Như vậy cái lệnh này sẽ được lặp lại là đúng là a lần hay là n hay là n lần hay là a lần đấy. Vậy suy ra cái bài này nó có độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất của nó chính là O lớn max của AB. Đây, ghi vào đây nhé. Cái thời gian của cái bài toán này, cái thời gian của nó chính là O lớn của max của AB. Đấy. Thấy không nào? Được chưa? Nhưng mà cái bài này là bài tôi viết lại để tổng quát hơn so với cuốn sách lớp 10 năm ngoái nhé. Vì năm ngoái viết này khó hiểu quá, tôi cắt phần này đi và tôi đặt ra cái với yêu cầu là AB là phải cùng dương cả thì làm theo phần này thôi. Còn đây tôi làm tổng quát luôn. Như vậy cái bài toán gốc của nó là tính ước chung nhất của hai số AB là nguyên không âm
nhưng không đồng thời bằng không. Đấy, được chưa? Và cái bài này nó có cái độ phức tạp thời gian là O max của AB. Thế bây giờ tôi bài tập như sau này. Bài tập các bạn hãy viết cái bài này, viết lại cái bài tập này dưới dạng đề quy. Phải làm được không? Thế tôi cái này là cái bài này này rất đơn giản, vì như vậy là tôi cái bài này này nó suy như thế này thôi. Cái bài này nó có chỗ này này, vì sao nó có cái này này là từ vì chính vì cái này đây, chính vì cái này thì tôi viết lại cho các bạn nhé. Cũng là như thế này đây. Cái ước chung lớn nhất nhé của AB, nếu A bằng B, nếu A mà lớn B thì nó chính bằng là ước chung lớn nhất của A trừ B B. Đấy, nếu này, nếu A mà lớn hơn B, cái này hiển nhiên. Còn ngược lại, nếu A nhỏ hơn B thì chính là ước chung lớn nhất của A B trừ A. Đấy, nếu A nhỏ hơn B. Có nghĩa nếu mà A bằng B thì nó sẽ bằng A luôn, nếu A bằng B. Thì đây chính là công thức mà nôm na hiểu là công thức truy hồi đấy. Công thức mà từ cái AB tôi suy về cái dãy cái phân tử là nhỏ hơn, đúng không nào? Đấy. Thì dùng cái này hay là dùng chính cái này chúng ta có thể đây. Thì tôi viết lại nhá. Viết lại bằng đề quy này, def này. Ước chung lớn nhất nhá. Đây rec từ recursion đấy nhé, là cái em đệ quy nhé, a b này, được chưa? Tôi vẫn làm như này là if nhé, if vẫn là if mà vẫn giống như ở đây thôi, vẫn là min của a b mà bằng không thì tôi sẽ return max của a b, vẫn như thế thôi. Và đây tôi làm, tôi kiểm tra như này, vì là if nhé, if a mà lớn hơn b đấy, thì tôi sẽ return là ước chung lớn nhất, gọi đề quy của a trừ b, và đây là b đấy. Còn ngược lại else ở đây nhé, if ngược lại thì tôi return ước chung lớn nhất gọi đề quy của a, đây là b trừ a. Đấy, b trừ a. Tôi test thử cho chúng ta xem nhé. Đây. Test case. Tôi a tôi đang là đảm bảo là 18 chẳng hạn, b bằng 12 chẳng hạn. Tôi print kia. Thì cái ước chung lớn nhất đây co như này của AB. Kiểm tra nhé. Mặc 6. Đấy. Bây giờ tôi tăng cái này lên là lên cái này là 10 27. Thì nó sẽ phải là 9. Đấy, đúng rồi đấy. Được chưa? Mà đây là một phương án nhé. Đây, phương án. Một cái lời giải đơn giản thôi. Lời giải này cũng giống như trên, cũng có độ phức tạp thời gian là O max AB vì giống hệt nhau. Điều tôi làm cách 2. Cách thứ hai là cách như sau. Cách thứ hai là một cách hai là một cách tôi muốn dạy cho các bạn một cái cách thứ hai này nó không có cái đề quy, nhưng mà nó cũng làm lời giải hay. Cũng dễ hiểu. Nôm na cái cách thứ hai này là cái lời giải tự nhiên, giải tự nhiên. Là như sau này, tôi cũng như vậy, nếu mà a đặt ab bằng nếu mà cái một trong hai số bằng không thì nó sẽ bằng số còn lại. Còn không thì tôi gọi em tôi tìm tôi bắt đầu tôi đặt m là số nhỏ nhất của a và b, đúng không? Nhất của a và b, và tôi sẽ lùi dần cho đến trên không thì ta dừng lại, lùi dần. Khi nào mà m mà lợi ích của AB thì tôi dừng lại. Nếu mà tôi kiểm tra lần lượt, gọi m là min của AB, kiểm tra lần lượt xem là m có lợi ích của AB không, rồi m trừ 1, m trừ 2, cứ như vậy cho đến hết. Khi nào mà cầm cái số mà là đồng thời lợi ích của AB thì tôi dừng lại luôn.
Nhưng mà tôi bài này là bài coi như là bài đơn giản, cái là đơn giản kiểm tra từng số một như sau nhé. Đây tôi viết là cách, đây là cách hai, cách hai đơn giản, đơn giản nhưng cũng rất là nhanh nhé. Để ký hiệu là gì, là ước chung lớn nhất nhé, ký hiệu là hai đi nhé, đây là A này, B này, như sau này nhé. Bây giờ là tôi đặt M, đặt M bằng min của, min của A, B, được chưa? Thì nếu mà đầu tiên là if này, nếu mà M mà bằng 0 thì tôi dừng lại ngay, M bằng 0 thì nó thì chính là return luôn, return max của A, B, đây thì biết rồi, được chưa? Còn nếu M mà khác 0 thì tôi sẽ kiểm tra lần lượt nhé, là lần lượt là như sau này, else là chỗ này nhé, nếu mà khác không thì sao, thì như sau là why nhé, why là why nhé, why là a, why là số dư của m a trừ nào mà a là không là ước của a đúng không? À, hoặc A không là ước của B, M chứ, M không là ước của B. Đấy, kiểm tra chừng nào mà là M không là ước của A, đồng thời hoặc M không là ước của B thì tôi giảm M đi là một đơn vị. Mà khi nào mà dừng lại, dừng lại khi nào, dừng lại khi mà M đồng thời là ước của A và B thì đó chính là cái chỗ mà chính là cái ước chung nhất đấy. Đấy, thế đây tôi sẽ đây chứ, từ đi thường mà đấy. Các bạn hiểu không nhỉ? Nhưng mà đây là trường nếu mà M bằng 0 này, tôi lập tức tôi trở về là tôi trả về max của AB nhé. Còn ngược lại này thì tôi sẽ lượt tôi kiểm tra, tôi kiểm tra xem M có phải là ước của đồng thời của AB hay không. Nếu mà M là không là ước đồng thời của AB thì tôi giảm M đi một đến trừ một, giảm đi một đêm. Thì cái đèn nó phải dừng lại, mà dừng lại khi nào, khi mà cùng lắm là M bằng 1, đèn nó phải dừng lại, vì với 1 thì lại M là ước đồng thời của A và B. Cho chỗ này là nó chạy là maximum là đến M bằng 1 thì dừng lại, còn lớn hơn thôi. Nhưng mà chỗ này là tôi giảm M đi, tôi kiểm tra tìm được cái M đầu tiên mà là ước đồng thời của A B thì dừng lại và trả về M, được chưa? À, cái bài này rất đơn giản nhé. Thì cái bài này chúng ta phân tích thử xem như nào nhé. Này, đây M là min của AB đúng không nào, và cái vòng lặp này là nó cùng lắm lại là M lần thôi, cùng lắm là M chạy từ min AB cho đến 1 thì dừng lại, không thì không vào đi quá được. Chứ cái vòng lặp này là cùng lắm là chỉ là độ phức tạp của nó chỉ là min của AB. Vậy suy ra cái bài này là nó có độ phức tạp như sau, là cái thời gian chạy của nó là O lớn của min AB. Đấy, AB nó khác trên này nhé, ở trên này mà rất nhanh, nhưng mà cái chỗ này cái chạy của cái hàm trên này nó là o lớn max của AB. Trong trường hợp trung bình ấy, thì cái thằng này chạy rất nhanh, nhưng mà trong trường hợp xấu nhất nó chạy nó là max của AB. Còn trường hợp này thì trong trường hợp nó luôn chỉ là min AB thôi. Trong trường hợp mà trung bình nó chạy rất chậm hơn cái trên, nhưng mà trong trường hợp mà xấu nhất ấy, nó vẫn là min AB. Trường hợp mà là A bằng 1.000, B bằng 1 thì cái hàm này nó chạy đúng một lần, đúng vòng lặp là xong. Cái hàm trên này nó chạy 1.000 lần thì mới xong. Được chưa? Vậy thì đó là cách số 2 nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang cách số 3. Cách số 3 mới là phần chính tôi muốn nói. Thì cách số 3 này là như sau, là cái nó chính là gọi là thuật toán Euclid thôi. Rất rất nổi tiếng luôn. Thuật toán Euclid này. Euclid để tính ước chung nhất của hai số nhé. Tôi gọi cái này là gọi là GCD nhé, của AB. Ưu tiên cái từ GCD ngắn gọn và nó rất là nổi tiếng. Ở trong Python, trong cái thư mục trong thư viện toán ấy, là có cái hàm này đấy. Ở trong trong thư viện math của Python nó có hai cái hàm. Một cái hàm là tính là GCD, là cái hàm tính ước chung nhất của hai số, và cái hàm thứ hai là LCM là cái hàm tính bộ chung nhất của hai số. Nó có hai cái hàm nhé. Ở trong cái thư mục math nó có hai hàm.
là chú ý ở trong cái thư viện math của trong cái thư viện math của Python nó có cả hai hàm, một cái hàm là GCD nhé, AB. Đây là cái hàm tính ước chung lớn nhất của AB, và hàm thứ hai là hàm là LCM AB, tính là bội số chung nhỏ nhất của AB. Bạn chú ý là do công thức là những công thức là GCD của AB và nhân với LCM bội chung nhỏ nhất của AB, thì cái này là chính là bằng A nhân B luôn nhé, A nhân B. Thế mà tính tính cái này trước, tính này hai cái này là tích của dòng chính bằng AB, là một cú toán học thôi, ta nhớ cái này nhé. Bây giờ chúng ta quay lại cái hàm kia. Đấy, quay lại cái hàm này. Thì cái hàm mà cái toán lý này nó suy như sau. Nó Nó suy đúng không? từ công thức này nhé, chúng ta chú ý nhé. Đây, nó suy từ đây này, nó suy từ công thức sau tôi đây nhé, là công thức là như này nhé, là GCD của AB nhé, thì nó sẽ bằng là gì, bằng là GCD của của B, và đây là AB. Nếu B lớn không, còn ngược lại là GCD của A mà là không ấy thì nó chỉ là bằng A thôi. Đấy, thì đây là công thức rất quan trọng này. Đấy. Cái A này là đây là chỉ là cái hàm mà trong 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 Pascal, và C nó gọi là hàm mốt đấy nhé. Đấy, hàm mốt. Từ ước chung nhất của AB chính là ước chung lớn nhất của B và A mốt B. Chúng ta chú ý nhé, cái này là cái chính vì cái này ta dễ dàng suy ra cái lời giải đệ quy của cái toán Euclid như sau nhé. Đấy. Dễ dàng suy được là đây kiểu là GCD nhé của A này và B như sau này, vì là if này, nếu mà B mà lớn hơn không thì tôi return là GCD của B, còn ngược lại nếu B bằng không thì tôi đi thân A. Thân A. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Như vậy toán Euclid là một toán rất là mạnh nhé, rất là hay, và toán này nó rất là nổi tiếng, thì là một trong thuật toán mà là cổ điển nhất mà con người nghĩ ra về mặt với môn toán ấy. Về đây là một cái thuật toán rất đơn giản trong trong lý thuyết số thôi, nhưng mà nó rất là hay. Đấy. Hay cái này tôi muốn là bây giờ tôi muốn đây viết cho bạn đây công nhận cái này nhé, cái định lý này chúng ta công nhận này, nhưng mà tôi rất là muốn là các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé, và tìm thêm cách chứng minh, và chứng minh được thì càng tốt nhé. Hiện nay tôi đang nói thêm một chút là hiện nay tôi đang viết một cuốn sách, hiện nay tôi đang viết dở đấy, thì tôi bận vướng cái lớp này, để mà tôi khi lớp bài lớp chúng ta xong thì tôi cũng viết xong cuốn sách đó. Cuốn sách có tên là nôm na là cái cuốn là nói về cái em nói về thuật toán trong Python, và là bài tập và lời giải. Tôi sẽ giải tất cả các bài tập mà trong lớp chúng ta mà tôi viết thành một cuốn sách. Trong sách đó tôi có chứng minh cái định lý này. Định lý tức là cái thời gian chạy của cái thời gian chạy của thuật toán trên nhé, của cái thuật toán Euclid. Bây giờ cái này hay quá nên mà tôi đưa vào luôn nhé, thuật toán Euclid. Rất mong là các thầy cô các ghi trong khi mà dạy học ấy, chúng ta nên nên tìm tòi, và chính là cho học sinh tìm tòi, mà học sinh sẽ tìm cách chứng minh, và cả lớp cùng nhau xem nó chứng minh như thế nào, thì nó là rất là hay luôn nhé. Là như này, là thực ra con nói như sau, là o lớn của loga và là min của loga của min AB, một cái này hai ba, được chưa? Cái chứng minh này là nó không phải dễ, nó hơi khó một chút, nhưng mà cũng không phải là quá khó với học sinh lớp
11, 12 là hoàn toàn hiểu được kiến thức đó là kiến thức của cấp 2. Kiến thức cấp 2 là hoàn toàn hiểu được cái này nhé. Nhưng mà thế nhưng gọi thì không, nhưng mà đây là cái toán này là rất đơn giản như này thôi, nhưng mà nó có cái độ phức tạp thời gian là nhanh hơn hẳn hai cái anh này. Hai anh này vừa sao vẫn là tuyến tính với A và B, vẫn là mắc O lớn của mắc AB vẫn là tuyến tính với A hoặc là B. Cách thứ hai vẫn là cách thứ hai đây là bằng O lớn của min AB. Thì như vậy là hai toán trên này lúc nào là toán tuyến tính. Còn ở đây là thuật toán là loga, bậc loga là bậc nhỏ hẳn là bậc bậc tuyến tính. Cho nên thuật toán này là hiện nay vẫn là một trong thuật toán mà hay nhất. Nó là cơ sở của tất cả các lý thuyết mật mã hiện nay, là nằm hết ở cái thuật này hết. Và đấy, cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm được cái thuật toán nào mà nhanh hơn thuật toán ở Euclid này. Chúng ta chú ý nhé, rất là hay luôn. Đó, để chúng ta chú ý, đây là một thuật toán rất là nổi tiếng luôn, để chúng ta chú ý. Được chưa? Thế bây giờ như tôi viết luôn nhé, bây giờ chúng ta bài này là như bài này là nó suy nó là bài này là nó làm đề giải của nó chỉ là bằng đệ quy, nhưng mà tôi có thể biến đổi nó ra, tôi có thể từ đệ quy tôi sẽ phát triển ra thành một toán là không đệ quy nhé. Bây giờ cái này là giải khác, là cái lời giải, cái luôn là lời giải không đệ quy của thuật toán Euclid. Được chưa? Thì lời giải như sau này. Ra rất giản, chúng ta cứ đầu tiên là chúng ta cứ đây này, nước chỉ chẳng qua nó biến đổi nhé. Ở cái bước đầu là AB, sang bước sau ta đổi 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 A bằng B và B đổi bằng 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 cái này. Xong là sau cứ đổi lại, đổi cho đến khi nào mà B bằng 0 thì dừng lại. Đấy, chỉ thế này thôi nhé. Như sau này. Đấy, tôi viết như sau, tôi viết là DF của GCD, tôi viết là dùng từ gì nhỉ? CD2 nhé, hai. Có gì hai là không, là cái phiên bản không có gì là đệ quy, còn bản này là bản không đệ quy nhé. Đây là AB, rất đơn giản như sau này. Nó suy từ cái này, nó cứ thứ này ra này nhé. Thì là như sau này, không đệ quy nhé. Thì là Y, tôi sẽ giảm Y mà B mà lớn không ấy, thì tôi còn làm A, B mà không dừng là dừng, thì dừng lại ngay. Còn B lên không tôi làm như sau nhé. Tôi làm như sau này, tôi sẽ em đây, tôi sẽ viết là R, tính R là bằng cái A B như thế này. Đấy. Và sau đó tôi sẽ đặt là gì? A đặt bằng B, B sẽ đặt bằng R, hay là A B bằng A thì bằng B, còn B thì bằng R. Đấy. Đây có đặt cho nó. Coi như là bước trên là AB nhé, đến bước sau đây thì là B rồi bấm cho là A, như vậy là A bằng B, đúng không nào? Hay sau đó bước sau nữa thì B bằng R, hay thì biết cụ như này, A bằng B, B bằng R. B đó bấm cho là A ra A là mốt B như này. Đấy. Còn đây là viết ở chỗ này có thể có ba cách viết, đây là một cách nhé. Cách thứ hai là để tôi ra ngoài cho dễ, gỡ các vòng lặp này, tôi làm lần đây nhé. Và khi mà AB bằng không thì dừng lại thì tôi sẽ đấy, return A, được chưa? Về cái bộ lặp này thì tôi thấy có ba cách như sau, tôi viết luôn ra ngoài để các bạn ghi chép lại nhé. Vì tôi mô tả lại cái lúc nãy này trong bài thân nó viết rất là ngắn, nhé. Đây này, trong bài thân nhé. Đếp này tôi gọi là GCD1 đi nhé. GCD1 AB nhé. Tôi chỉ làm ba luôn để cho tôi dễ nhìn nhé. Ở đây là đếp GCD2 AB. Vẫn là cái đếp của GCD3. Cách có ba cách viết cho cái trường hợp mà là không gì, mà là không đệ quy đấy nhé. Không đệ quy nhé. Cũng hiểu nhau này. Cùng là Y, Y B mà lớn không thì nhé. Đây. Cái thứ nhất là cách dài nhé, R bằng A lấy thương lấy số dư của B này, xong là A bằng B, còn đây là B bằng R. Đó, cách thứ nhất nhé, đây là return A. Đấy. Cách số 2.
Số 2 cũng là y b lớn hơn 0. Tức là r bằng a b. Sang viết nhanh a phẩy b bằng là b phẩy r. Đấy, nhanh sau đây là return a. Cách thứ ba còn nhanh nữa là y b lớn không, biết luôn là a phẩy b bằng là b phẩy a như này. B. Đấy. Cực nhanh luôn nhé. Và đây là return a. Đấy, như vậy là. Cách thứ nhất này là mất là cách thứ nhất là mất ba dòng. Cách thứ hai là mất có 2 dòng. Cách thứ ba là mất đúng 1 dòng là xong. Mà cái này là đầu tư nhé. Cách viết ở trong cái trong Python ấy, thì là có 2 chấm nữa nhé. Đấy. Các bạn có thể ghi lại cái này để các bạn về nhà các bạn thử nhé. Được chưa? Về clip này còn nhiều bài tập nữa nhé, thì tôi cho bài tập xong các bạn về nhà các bạn làm tiếp. Có rất nhiều bài tập và nó là cái mở rộng của cái thuật toán clip này, rất là hay. Đây là một toán rất là nó là số học nhưng mà nó rất là hay. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài tập khác nhé. Đây. Một cái bài tập khác là một cái bài tập mà một tập này theo tôi rất là hay nhé. Là cái bài tập tính đa thức. Hay là tính cấu đoạn tính biểu thức đa thức. Là như sau này. Là như sau nhé. Tức là bài tập này là như này, nó cho một cái cho trước A là một cái dãy nhé. A là một cái dãy là n cộng 1 phần tử A0 nhé. Tức là A0 phẩy A1 này. A n như này nhé, mà tôi ghi là f a x là một cái đa thức, nó bằng gì, nó bằng là a không nhân x xì mũ không, hay là không nhân x xì mũ không cộng với a một nhân với x xì mũ một cộng với a n x xì mũ n. Đấy. Đầu bài là tính là đầu bài là tính cái này. Đấy, tính cái này. Được chưa? Thì bài này có rất nhiều cách tính khác nhau nhưng mà nó rất là hay nhé, để tôi để chúng ta cùng nhau, đây là cái bài này có tên là đặt tên là tính đa thức nhé. Đa thức. Bây chúng ta xét trường hợp thứ nhất nhé, là chúng ta tính riêng x mũ n riêng ra tính x mũ k này. Đấy. Đây cái bài mà cách 1 tôi viết ra ngoài này cho ta. Tôi viết lại ở đây nha. Bài này là như sau. Bài này là chúng ta cần tính cái f của a x bằng như sau. Đây bằng cái này này. Bằng a k nhân x xì mũ k với k chạy từ 0 cho đến n. Đấy. Được chưa? Thì cách 1 nhé. Cách 1 thì là như sau. Tôi viết riêng cái hàm x xì mũ k ra. Tôi ký ở x xì mũ k, tôi sẽ viết riêng thành một cái hàm là exp. Cái này ta cho ta làm exp là x. Đây là k. Được chưa? Hàm này là hàm này có thể tính riêng được. Và sau đó cái hàm kia tôi sẽ tính theo đúng công thức mà tôi làm. Cách 1 nhé. Đây. Chúng ta làm cách 1. Cách 1 là tự nhiên châu bò. Đơn giản. Châu bò đơn giản. Là chúng ta tính thông qua cái hàm exp như này. Cái này là hàm này chúng ta làm rồi. Hàm này là x xì n. Hàm này chúng ta làm rồi từ hôm trước cũng dùng đệ quy để là tính bài này đúng không
Là như sau nhé, là cứ nhớ lại này, if mà n bằng 0 ấy, n bằng 0 tôi thì là chúng ta return 1. Return 1. Còn ngược lại else thì chúng ta return. Return là x gì và nhân với exp x n trừ 1. Đấy. Đây là cái hàm đĩa quy. Được chưa? Đây là đĩa quy. Hàm này có độ phức tạp là on. Đấy. X là một cái hằng số, một cái số bất kỳ nhé. X là phải khác không đấy. X bằng x bằng 0 thì không không tính nhé. Thay x bằng 0 cũng thì nó chính là 0 thôi. X bằng 0 thì nó là 0. Đây là, thật ra đây là x bất kỳ. Thì áp dụng vào đây nhé. Thì cái hàm này là nó chính là bằng cái này này, nó chính là bằng cái này này. Đấy, nó chính là bằng x a 0 nhân x 0 chính là exp x 0 đúng không? Cũng cộng vào đây thôi. Đấy. Được chưa? Nhưng mà cái bài này là làm như sau. Rất đơn giản như sau nhé. Cách 1 nha. Làm tôi viết như này. Tôi kiểu tên là F này. À, đây là A này nhé. Và đây là x và tôi viết đây thêm đây là n nữa. Tôi gọi là n. Tôi gọi kiểu ba cái n chính là cái n chính là độ dài của cái là của cái a cộng 1. Đây a này. Đây n chính là bằng là len a n trừ 1 chứ hả? Len a trừ 1. Len a trừ 1. Được chưa? Thì khi gọi hàm nó gọi là cái thì cách 1 này là cách như sau. Tôi làm cách 1 là cách đơn giản tự nhiên châu bò, nhưng mà tôi làm không đợi quy, sau đó tôi sẽ bước 2 là tôi sẽ làm cái phản đợi quy của nó. Được chưa? Nhưng mà cái bài này là tôi tính tôi tổng rồi thôi, tính tổng rồi này. Đấy. Thì tôi đặt SC là bằng 0. SC bằng 0. Sau đó như sau. Sau đó là for i in range từ 0 cho đến n nhá. Đây chính là n cộng 1. Đấy, n không đến n. Thế nó chạy là n cộng 1 lần đấy. Thì tôi biết là s thì bằng với s thì cộng với gì? Cộng với a i đúng không? Và nhân với xp như này. X và đây là i. Đấy. Đây là return s. Đây chính là cái lời giải đầu tiên nhé. Đây là lời giải đầu tiên, đúng không? Chính là cái nó chỉ là s cộng một, s gì lại chỉ là tôi tính tổng này thôi mà, bằng là a i nhân với e mũ là x mũ i. Đây chỉ là x mũ i, đây chỉ là cái này này. Đó. Thấy không nào? Thì bạn thấy không nhé, thì ở đây là vòng lặp, đây là n cộng 1 lần và cái này cũng là on nữa này. Đấy, như vậy là cái vòng lặp, hai vòng lặp này lồng vào nhau suy ra cái lời giải này, cái giải này nó có cái độ thuật toán, cái thời gian chạy của nó, cái thời gian chạy của cái giải tự nhiên này, cái thời gian chạy của nó là gì, là on bình phương. Đấy. N bình phương. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giải cái bài này theo gì? Theo đệ quy nhé. Lời giải. Cách thứ hai là lời giải đệ quy của cách trên nhé. Của cách trên. Nó rất đơn giản thôi. Thì nó chính là cái này này, chính là cái này thôi. Đây là quy là kia, là giải quy là như sau nhé. Giải quy là nó như thế này thôi. Đây này, em vào đây nhé. Giải quy là cái f a x n này nó chính là bằng gì? Nó chính là cái f của a x n trừ 1 cộng với cái cuối cùng cộng với a n cộng a n nhân với e xp này. Của x n chỉ là chỉ cái này, nó gọi là quy của cái này thôi. Được chưa?
còn với cái n bằng không thì nó chỉ bằng a không đấy. Người ta vậy là có công thức như sau đấy. Đây chúng ta gọi cái đệ quy của nó như là f này, ký hiệu là f nhé, tôi ký hiệu là f đệ quy này, fc đi nhé, fc là a này, a phẩy x phẩy k, lời gọi của nó sẽ là a x n gọi đệ quy như sau này. If này, if mà k bằng không thì tôi sẽ return a không. Còn else thì return cái gì? Thì return gọi đề quy nhá, fc gọi đề quy chính đó này, a phẩy x phẩy k trừ một, k trừ một gọi đề quy nhé, cộng với gì? Cộng với ak nhân với xp của xk. Bây giờ chúng ta có một cách này và hai cách. Tôi lại làm test nữa cho đi yên tâm, cứ phải cái chúng ta cứ làm, chúng ta cần phải test ngắn tại chỗ, chúng ta có thể chứng minh được cái chương trình này là đúng, nhưng mà tôi cứ test cho nên yên tâm thôi. A bằng nhé, chúng ta nhanh 1 2 3 4 5 6 7, chúng ta nhanh này, không được chưa. Đấy. Ở đây n sẽ bằng gì? N sẽ bằng là len a trừ 1. Tôi thử nhé, đây tôi thử cái hàm này. Đầu tiên tôi x thì bằng 1 chẳng hạn, 2 đi, tôi print thử ra sẽ như là nhé, tôi print thử ra cái hàm đầu tiên là f và ax gì thôi. N nữa đúng không? A F X N nữa. N. Kết quả thứ hai là cũng là print của FC của A X và N. Chúng ta kết quả nó có đúng không nhé? Nên là cái quả nó có giống nhau không? Nó giống nhau thì nó mới đúng. Chỗ này cái chỗ không khóa lại. Rồi. Đây này. Đấy. Chỗ là đúng rồi nhé. Đấy, như vậy thì cách thứ nhất là cách tự nhiên châu bò nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách tính nhanh. Chúng ta luôn là tìm ra hai cách. Cái tính nhanh tôi làm đâu bây giờ nhỉ? Tôi làm đây hay tôi làm ở trên một cái file khác nhé. Thì cách tính nhanh thì cách tính nhanh chúng ta sẽ không dùng qua cái hàm, chính dùng cái hàm này nó làm cho nó chậm lại đấy. Đó. Bây giờ chúng ta tính đi đâu là chúng ta tính luôn tới đó luôn nhé. Vì ta thấy là cái tính nhanh là nó rất hay là cái bước sau ấy. Cái bước sau nó chỉ bằng cái bước trước và nhân x nữa thôi. Cho nên là chúng ta không bỏ qua cái này. Bây giờ tôi làm cách tính nhanh là như này. Tôi phân tích cho các bạn biết là cách tính chậm là thông qua cái hàm này, cách tính nhanh là như sau. Nó sẽ làm cho chương trình trở nên rất là nhanh. Tính nhanh là như thế này nhé. Tính nhanh nhé. Nhanh là như thế này này. Đây là F này, A này, X này. Đây là K nhé, đây là N nhé. Nó sẽ bằng cái chỗ chúng ta là bằng như này, bằng là A AK nhân với x mũ k, k bằng 0 đến đến n đó. Thì chúng ta làm như sau nhé.
Bây giờ chúng ta phân tích ra này, nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là A0 nhân x mũ 0 cộng với A1. A1 nhân x mũ 1 cộng cộng với AK x mũ k cộng vân vân. Đúng không? Đấy. Thì chúng ta chú ý ra là cái trong quá trình tính ý, thì cái phần tử xk này ở trước đó, phần tử trước đó nó là phần tử trước đó đây, tức là x mũ k trừ 1 rồi. Cho nên ở bước sau này chúng ta chỉ cần tính thêm cái này, cộng thêm nhân vậy chỉ là xong. Như vậy chúng ta phải lưu thêm một cái biến nữa để lưu cái để lưu cái này. Đấy. Được chưa? Làm như sau này. Đây. Bài này cách làm đơn giản như sau. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cách gọi tính nhanh nhé. Tính đa thức này. Tôi copy cái này vào. Tôi lưu cái bài mới. Tính nhanh. Cách tính nhanh. Thì đầu tiên tôi làm cách là không để quy nhé, để nhé, tôi kiểu là ff nhé, ff a x và n cũng như vậy thôi. Đấy, tôi làm cái tính nhanh nhé. Cách một không để quy, cái thứ một này cũng suy từ cách giống nó và giống bạn vậy, bạn này tôi copy nha. Tính đa thức nhanh, cách một là giống như cách của bài này thôi, bài này này đấy, nhưng mà tôi lưu thêm một cái biến nữa để tính cái này đấy, không cần như vậy là không cần thiết phải tính lại cái hàm này nhé. Đấy, thì cái làm như sau, hình như này thôi, tôi sửa lại một chút là xong. Đây, tôi làm như sau nhé. Đầu tiên tôi đặt là S thì bằng là 0. Đấy. Và P tôi đặt là 1. P chính là để dùng để tính x mũ k đấy nhé. Thì như sau là for k in range của n cộng 1. Đấy, từ 1 n. Và tôi biết là S thì này bằng này. Bằng S thì nhân với cộng với k nhân với p từ số đó, và sau mỗi lần như vậy tôi tăng p lên, p tăng lại xin. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là mỗi một lần mà vòng lặp này tôi đầu tiên p một không này, p một một này, xong rồi tôi s gì bằng s gì ak nhân với p này, thì ban đầu là cái với hệ số bằng k bằng không đúng rồi, cho tôi tăng p lên p p x gì. Như vậy là lần sau vòng 2 thì nó sẽ p nó sẽ là x gì, vòng 3 p nó lại x gì, vậy x bình phương. Một cứ như vậy sau mỗi lần thì cái hệ số này nó tăng lên, thì như vậy cái p ở đây chính là x gì mũ mũ k. Đấy, và như vậy tôi ở đây. Đấy, và tôi sẽ return s. Đó. Cái tên này rất là nhanh, các bạn thấy không? Như vậy là nó hoàn toàn không dùng cái hàm kia nữa, cho nên ở đây nó chỉ có một vòng lặp thôi này. Đấy, vòng lặp là n nhé. Và ở đây là hai cái này là chỉ là O1 thôi, vì sao cái cả cái này nó chỉ là có thời gian chạy gì là ON thôi. Đấy, cái thời gian chạy là ON. Đấy, rất là nhanh. Bài lúc nãy cách đây của chúng ta là bài này là ON, là ON là bình phương. Còn cái bài này chỉ là ON thôi. Đấy. Mà thậm chí ở đây chúng ta sẽ còn có thể, ở đây những người làm khoa máy tính họ còn chia ly ra nữa nhé. Là ở đây này. Bạn thấy không? Nhưng mà đây nhé. Đây là có vòng lặp này có N cái gọi là làm thử gọi là N đi. Thì ở đây là có N phép cộng. Đây là có N phép nhân. Đây là có một N phép nhân nữa. Và cái bài này là có gì? Là có N phép cộng và 2N phép nhân. Đấy. Mà chi tiết ra như vậy cơ mà. 2N phép nhân nhé. Phép nhân. Đấy. Thì đó là cái lời giải nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua cái hiểu nhỉ? Cái này có hiểu không? Rất đơn giản đúng không ạ? Chúng ta tính ra, chúng ta thêm một cái biến biến P vào là xong thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái bài này, và chúng ta sẽ tính đệ quy, tìm cách tính đệ quy của cái bài này nhé. Đây. Chúng ta
Cách 2, để quy hơi khó hơn một chút nhé, cách 2 để quy. Để quy theo cách tính nhanh nhé. Theo cách tính nhanh. Như sau này. Chúng ta sẽ để quy ngược. Chúng ta tính với k bằng 0 trước, xong là tính k cộng 1. Đó. K cộng 1. Thì như sau này thì tính k bằng 0 trước nhé. Và tôi tăng lên thì đây. Ví dụ là FFC nhé. C. Đây là A này. X gì mà tôi vào đưa D vào đây bằng cái chỗ này hơi khó một chút nhé. Ở đây là K. Đây là N, tôi sẽ gọi là K. Và tôi phải đưa thêm đây một cái biến P nữa. Cái biến P là cái biến để tôi chính là cái biến P này. Đấy, biến P này để tôi trong quá trình đó tôi dùng được nó nhé. Đấy. Thì như sau này. If K bằng 0 nhé. Thì không có gì cả. Y cao bằng 0 thì dễ. Tôi sẽ y cao bằng 0 thì tôi return luôn. Tôi return luôn là A0 luôn. Nhưng mà tổng quát mới là khó hơn nhé. Else. Thì như sau này. Cái đầu tiên tôi gọi là P bằng tôi vẫn là để quy bình thường chứ, để quy xuôi chứ. Đầu tiên tôi gọi K bằng N này. Tôi phải giảm đi này. Thì như vậy là đây như sau nhé. L thì tôi phải đặt P bằng này, chỗ này hơi khó một chút. Này các bạn cứ biết là tôi sẽ sau nhé. Return này. Return của return là F. FC của A này, C này, của A này, X này, và đây là K trừ 1, và P ở đây, và P ở đây, vẫn là gọi P ở đây, nhưng mà vào đây tôi cộng với gì, cộng với AK nhân với P. Và cái lời gọi của nó là như sau nhé. Đây, tôi lời gọi của nó sẽ là gì? Đây, cái lời gọi như này nhé. Đây, cái lời gọi của hàm này là như này. Lời gọi. Test K nhé. Đây, tôi copy từ cái bên kia sang nhé. Tính cho nó nhanh. Đây. Lời gọi của lời đoán là FC. FFC của A X N, ở đây là P. Cái P này là phải đặt ban đầu, đây phải đặt P bằng như P phải đặt bằng gì? P phải đặt là X mũ n cộng 1. Đầu tiên phải đặt như này. Hơi lè một chút nhé. Đấy, thì đầu tiên là đừng nhân lại này. Với là k bằng n này thì nó sẽ bằng là ak nhân với p. Đây, p tôi giảm đi, cứ đây là p giảm đi, p chỉ như vậy, p chính là vì là p mũ n đấy. Và tôi gọi cái để quy của nó là k trừ 1. Và cứ gọi tiếp xuống bên dưới, khi nào bằng không thì chính là cái này. Được chưa? Như vậy tôi gọi là cái hàm này này. Đấy. Được chưa? Đấy, thì đó là cái, như vậy đây là cái bài này khó hơn một chút, nó là đệ quy, nó là hơn tính nhanh hơn. Chỗ này vẫn là mà thời gian chạy của nó vẫn là ON nhé. Để tôi kiểm tra trong chỗ này sẽ là bao nhiêu phép tính này.
ở đây vẫn là một, đây vẫn là một phép cộng, và đây là phép chia, đây là phép nhân. Nhưng mà cái bài này, bài này là như sau. Bài này là thời gian chạy. Các bạn thời gian chạy vẫn là o n nhé, nhưng mà nó gì, nó là n n phép cộng n phép nhân đấy, và n phép chia. Đây là nhân đây này, gọi đây là n, là n phép nhân, và đây là n phép chia này. Như vậy đây là có n phép chia, n phép nhân và n phép cộng. Ví dụ bài trên đây là n phép cộng và hai này phép nhân. Bài trên đây này là thì không phép chia, nhưng mà dưới này là có n phép chia và n phép nhân. Vì mặt là nó là tương đương nhau, chỉ khác một chút là chúng ta ban đầu chúng ta phải tính mất thời gian để tính cái p này như này thôi. Đấy. Được chưa? Đấy các bạn, nhưng mà chúng ta vừa mới làm một số các bài tập liên quan đến cái đấy, quy theo tôi nó là đây là một trong những cái phần tương đối khó nhé. Thế ra phần đề quy còn rất nhiều bài tập nữa, thì tôi sẽ hôm nay tôi sẽ cho các bạn thêm các bài tập nữa, và các bạn sẽ từ hôm nay là nó bắt đầu khó rồi đấy, thì chúng ta phải cố gắng làm. Và nếu cơ chúng ta nên trao đổi, thế đấy các bạn im lìm quá nên trao đổi với nhau ở trên nhóm ấy, ai không hiểu gì thì trao đổi để cùng nhau giải. Và vì theo giờ tôi quá bận cho nên là tôi không không giải, nhưng mà sắp tới tôi sẽ giải cho các bạn. Tôi sẽ viết, tôi sẽ làm những cái video độc lập để cho các bạn giải những cái bài mà các bạn thấy khó. Cái bài nào các bạn thấy khó các bạn cứ báo lên tôi, tôi sẽ giải. Ở lớp chúng ta thôi có mỗi một bạn là rất chăm chỉ làm bài thôi, còn người khác thì không thấy làm bài cả. Các bạn tự làm và tự test lấy cái chương trình mình là đúng hay là sai. Nếu mà thấy tranh cãi gì thì chúng ta sẽ bàn với nhau nhé. Và như vậy đây là một cái ví dụ của một cái gọi là cái phần gọi là thiết kế chương trình bằng đĩa quy nhé. Nó theo tôi đâu tương đối khó và nó khá hay. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Xin chào thầy. Thầy ơi, thầy xem cái các sắp xếp sau cái lớp này rồi thầy mở cái lớp dạy cho bọn em chỗ đồ thị được không thầy? Chỗ gì nhỉ? Phần gì? Dạ phần đồ thị ấy thầy. Đồ thị à? Dạ. Đồ thị phải có thời gian cơ, bìa nó hơi bí với thời gian. Tôi sẽ mở sau thôi vậy nhé. Con chắc chắn sẽ mở đấy, sẽ có về mặt nào đó tôi sẽ phải, về mặt lý thuyết là tôi sẽ muốn là mở thêm cái lớp nữa, để tôi muốn là sau này sẽ là phủ kín tất cả những cái chủ đề liên quan đến nôm na liên quan thuật toán, là sẽ tất cả liên quan phần toán chính của chương trình phổ thông, cũng như là có thể mở rộng ra để cho những cái phần lý thuyết mà để thi học sinh giỏi, gọi là tôi sẽ mở hết. Về mặt tương lai là như vậy nhé. Trước mắt tôi cứ dạy theo cái phần hiện nay đang làm đã, là những phần là cơ bản nhất. Sau cái hôm nay là bài cuối cùng của phần đệ quy, đáng nhẽ ra là phải thêm vài buổi nữa, nhưng mà hết thời gian, cho nên là sang buổi sau chúng ta sẽ phân sang chúng ta sang một cái chương là rất là quan trọng, là cái gọi là chia để trị, là một cái chủ đề tương đối khó mà rất nhiều bài tập hay. Thì chia để trị đó cũng phải dạy trong một, cũng phải có một hai ba buổi thì mới xong được cái chương chia để trị. Rồi chúng ta nghỉ nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, em chào thầy ạ.